Vừa rồi là chúng ta đã giới thiệu hai cái hiệu ứng, một là làm trong và hai là độ bóng. Bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp sang một thứ tương đối thú vị, đó là cái contour. Contour thì nhiệm vụ của nó là cái gì? Đó là làm các cái tạo ra các đối tượng đồng tâm, đồng dạng với lại cái đối tượng mẫu. Tôi lấy ví dụ như thế này, những cái hình rất là cơ bản, ví dụ một hình vuông hay một hình tròn, chúng ta tạo ra một hình đồng tâm đồng dạng với nó rất là dễ. Chúng ta chỉ cần giữ shift hoặc là kéo ra ngoài hoặc là kéo vào trong, sau đó thì chuột phải là chúng ta sẽ tạo ra được vô số những cái hình đồng tâm đồng dạng với nó. Đấy là những hình rất là đặc biệt. Tuy nhiên một số hình khác chúng ta không dễ làm như thế. Một cái hình mà nó không có những cái quy tắc đấy, hoặc là những hình không cân đối, tôi lấy ví dụ là một cái chữ thôi. Đấy, đơn giản tôi có một chữ A. Đó, nếu như mà chúng ta làm chẳng hạn như là chúng ta làm bằng cái đường viền này chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta chẳng hạn như là làm cái việc thế này, thì cái này nó có đồng tâm không, nó có đồng dạng không, có đúng không? Nhưng mà trong trường hợp là chúng ta view trên màn hình thôi, chứ còn làm ra ngoài sẽ có nhiều vấn đề. Lấy một cái ứng dụng thật là đơn giản mà các bạn vẫn có thể gặp thường xuyên, các bạn vẫn nhìn thấy một số các cái biển quảng cáo ở ngoài đường chẳng hạn, một cái chữ người ta hay làm có cái viền đấy, ví dụ như thế. Thế thì trong trường hợp mà chúng ta làm bằng bằng đường viền như thế này, bằng outline như thế này, có được hay không? Không được. Cái này chỉ có view ở trên màn hình trông cho nó đẹp thôi, chứ còn chúng ta sử sử dụng nó để mà chúng ta đem đi đưa ra máy cắt để chúng ta cắt để can, chúng ta dán lại những cái chữ này là chúng ta không xài được cái outline rồi. Đấy. Thường thì người ta sẽ phải làm như thế nào? Một cách đơn giản nhất trong các thứ đơn giản thô sơ nhất trong các thứ thô sơ đó là vào object, chúng ta chọn lệnh gì đây ạ, convert outline to object. Lúc này tôi sẽ có cái chữ này là một chữ riêng và cái viền này là một cái thứ riêng đấy. Thế nhưng mà tôi sẽ giải quyết thêm là cái gì đây ạ, tôi chọn là hai cái thằng này tôi hàn vào với nhau đã, thằng to thằng nhỏ hàn vào với nhau. Bây giờ thằng này là một màu, sau đó tôi có thể dán cái gì đây ạ, tôi có thể dán cái chữ này lên. Đại loại là như thế này, tức là tôi sẽ phải có cái hai cái chữ mà nó phải đồng dạng, đồng tâm hoàn toàn với nhau. Cắt cái thằng này trước, sau đó cắt cái thằng này sau. Đấy, và cuối cùng là chúng ta dán hai lượt, một lượt chữ đỏ trước rồi dán chữ đen vào lòng sau. Ví dụ như thế. Nên cách như thế này cũng vẫn chưa phải là cách chuẩn. Đó, thì tôi sẽ làm như thế này. Trường hợp đó chúng ta sẽ phải cầu viện tới cái contour. Contour là gì? Contour là một trong các hiệu ứng giúp chúng ta tạo ra những hình đồng dạng, đồng tâm với lại các cái đối tượng được chọn. Thao tác thì nó có 3 bước như thế này, có 3 tùy chọn. Một là outside, tức là chúng ta sẽ từ cái vật này chúng ta sẽ mở ra phía ngoài để tạo ra những cái hình đồng tâm đồng dạng với nó. Trường hợp thứ hai đó là gì, là inside, inside là lật vào bên trong. Và trường hợp thứ ba là to center, tức là làm vào phía trong và vào phía tâm của cái đối tượng được chọn. Thế bây giờ chúng ta quan sát thử khi mà chúng ta làm inside, outside hoặc là center thì nó sẽ có cái gì. Đây, chúng ta cứ lấy một cái hình cơ bản, hình rất là dễ như thế này để chúng ta nhìn nhé. Tôi có một cái đối tượng như này, bây giờ tôi chọn contour. Trước hết là chúng ta sẽ chọn kiểu là ra ngoài hay vào trong. Đấy, ví dụ tôi chọn là outside thì bắt đầu nó tạo ra một cái viền bên ngoài. Đây, muốn nhìn cho rõ tôi có thể đổi sang màu khác cho các bạn nhìn cho nó rõ. Đây là màu vàng cả. Đó. Thế thì bây giờ chúng ta có mấy cái thứ mà cần phải thiết lập. Một là số bước. Hai là công tố offset. Công tố offset là gì? Từ cái cạnh của cái đối tượng mẫu thì nó sẽ được mở ra mỗi chiều bao nhiêu để mà tạo ra cái đối tượng mới đồng tâm đồng dạng. Bây giờ tôi đặt vào đây là 10 mm chẳng hạn. Đây thì tôi sẽ có một cái đồng tâm đồng dạng mở ra phía ngoài 10 mm. Thứ hai là tôi có thể co duỗi cái này đấy, bây giờ ít hơn 5 đấy thì nó mạnh lại cái này, mỗi chiều đều mở ra
theo đúng cái tham số mà chúng ta yêu cầu. Thứ hai là cái số bước, đây chỉ là ra ngoài một thôi, nhưng nếu mà tôi tăng lên hai thì sao? Nó vẫn đồng tâm đồng dạng, chỉ có điều là nó cứ tuân thủ theo các bước, là mỗi một cái mới phát sinh này thì nó sẽ gì đây, nhảy theo các bước là gì? 5 mm một, 5 mm một sẽ tạo ra một đối tượng mới. Màu thì có vấn đề gì? Màu thì nó sẽ chạy trung chuyển giữa gì đấy, cái đối tượng ngoài cùng với cái màu phim color này với lại cái đối tượng mẫu. Ví dụ cái cấp độ ở ngoài mà chúng ta chọn là vàng, cái gốc ở trong là đỏ, thì cái phần ở giữa này thì nó sẽ tự chuyển là giữa hai màu vàng và đỏ đó. Nếu bây giờ ta tăng thêm một bước nữa, ta tăng thêm bước nữa thì nó cứ chuyển dần giữa cái màu gốc và cái màu gì đấy, cái màu được chọn này. Đây là outside nhé, outside ra phía ngoài. Đấy. Cái này có làm thế được không? Cái này làm được. Đây, bây giờ chúng ta chọn này, chúng ta chọn kiểu này. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là gì đấy? Tôi có gì? 4 bước chuyển để tạo ra các hình đồng tâm đồng dạng. Mỗi một bước này thì tăng hay giảm cách nhau là 5 mm. Đây là một kiểu nhá. Đây là ra ngoài. Thế vào trong thì sao? Inside này. Inside thì nó làm theo một cái chiều hướng ngược lại là như thế này. Đây các bạn lại quan sát. Inside này. Chọn này. Chọn kiểu inside này. Ví dụ một thì từ cạnh này nó đổ vào trong, nó sẽ tạo ra một hình bé hơn mỗi chiều so với hình mẫu là 5 mm theo yêu cầu. Hai bước này, ba bước này thì nó cũng vẫn theo tuân theo nguyên tắc là gì đây, nhỏ dần thu lại mỗi chiều 5 mm như thế, và nó cũng chuyển giữa màu gốc của đối tượng với lại cái màu được chỉ định của cái màu công tua. Thế còn cái trường hợp thứ ba là gì? Đây các bạn để ý, to center. To center thì nó lập tức nó sẽ làm một hơi khi nào mà nó vào đến tâm và không thể nào phát sinh ra thêm một đối tượng nữa, bởi vì nó không còn đủ chỗ, mỗi chiều 5 mm để thu vào nữa thì thôi. Tất nhiên đây chỉ là một cái ví dụ và một con số cụ thể thôi, chúng ta có thể để rất là nhiều tham số to nhỏ khác nhau. Nếu mà tôi để 10 chẳng hạn, đây các bạn để ý này, tôi để 10, hiện tại bây giờ được bao nhiêu bước? Hiện tại là nó thu vào đây là được 11 bước, nhưng nếu mà tôi để là 10 thì nó được bao nhiêu? Nó chỉ được 5 bước thôi. Tôi để 20 nó được bao nhiêu? Nó chỉ được 2 bước. Ví dụ thế. Tại vì là cái diện tích của đối tượng thì nó có hạn. Đấy, nếu mà mỗi một cái bước công tua này nó càng dày thì cái số lượng mà nó tạo được vào phía trong nó càng ít đi. Thế cái này để làm gì? Đương nhiên nói rất là đơn giản như lúc nãy, đấy là tạo ra các hình đồng tâm đồng dạng. Còn hình đồng tâm đồng dạng để làm gì thì tùy từng trường hợp. Đơn giản nhất trong các thứ đấy chính là làm viền cho các đối tượng như thế này. Đấy. Mà viền thì thường là mở ra phía ngoài. Cần bao nhiêu thì chúng ta sẽ để bấy nhiêu. Đấy, màu gì thì chúng ta sẽ thiết lập màu đấy. Và bây giờ nếu như tôi tách nó ra thì tôi được cái gì? Đây, Ctrl K. Thì tôi sẽ được vật chủ là cái này. Và một cái hình đồng tâm đồng dạng. Trong trường hợp này là cái trường hợp mà tôi vừa nói với các bạn là để làm cắt chữ có viền, thì người ta sẽ cắt hai lượt, một cái này là cái chữ viền, cắt xong sẽ dán xuống nền trước, sau đó thì mình cắt tiếp cái chữ thứ hai và dán lồng vào trong này để làm lòng với một màu khác đi. Đấy. Thế còn các cái công tua vào trong hay ra ngoài các thứ thì để làm cái gì? Thực ra thì ngay bản thân trong cái cách làm, nếu mà làm chuẩn ra nhé, thì một cái nào đó mà các bạn cần làm viền cho đối tượng thì các bạn cũng nên làm bằng cái phương pháp này. Phương pháp này mới là phương pháp mà chuẩn. Làm xong chúng ta tách cái bóng, cái viền với lại cái đối tượng ra, thì cả hai cái đều là bề mặt cả, nó sẽ không bị cái tình trạng là phóng to thu nhỏ, bị làm sao, bị giữ nguyên cái kích thước của đường viền. Đây này, tôi thu lại bao nhiêu thì bề mặt bao nhiêu thì cái viền nó theo bấy nhiêu, vì cái viền này thực ra cũng là một cái viền giả thôi, nó cũng là đối tượng. Đấy. Thế còn bây giờ chúng ta làm gì nhỉ?
Chúng ta dùng cái công tua này để làm một vài thứ như sau. Tôi sẽ làm giả lập của một cái bever, một cái gì đó có tính chất là nó vồng lên trên. Đây, chúng ta quan sát nhé. Ví dụ cái đỏ đỏ này nhá. Bây giờ tôi muốn làm cho nó dày lên. Tôi có thể làm như sau. Chọn cái này. Bây giờ tôi giảm thật thấp cái này đi. Ví dụ 0,01 mm đi. Đó, màu tôi chuyển một cái màu khác đi. Và tôi cho nó ví dụ như là 100 bước chẳng hạn. 200 bước chẳng hạn. À, đây là ra ngoài nhỉ. Xin lỗi, vào trong đi, inside đi. Ví dụ như thế này. Bạn thấy cái gì xảy ra? Có phải là cái hình này đang cho chúng ta ảo giác là nó đang dày lên không? Có trông rất giống như là nó có chiều dày. Chúng ta sử dụng cái này để chúng ta làm ảo một cái gì đó mà gây ra cái cảm giác là có độ dày. Đây, một ngôi sao tôi muốn làm cho nó có cái tính chất dày lên như thế này. Quan sát thử nhé. Sao vàng nha. Bây giờ tôi làm công tua này. Lần này tôi cho center này. To center này. Màu, đây tôi cho lấy màu đỏ đi. Có thấy cái hình này của tôi nó đang có độ dày lên không? Chẳng qua là gì đây, nó cứ nhỏ dần đồng dạng nhỏ dần thì chúng ta sẽ thấy nó có cái độ vát cao lên thôi. Cứ cái sau thì bé hơn cái trước một tí và đồng tâm, cứ thế nó thu nhỏ lại dần và chúng ta có cảm giác là nó đang dày lên. Đây, một ví dụ khác nha, các bạn quan sát theo ví dụ này. Đây, chúng ta xem thử cái này. Một ví dụ. Này, các bạn nhìn ở trên màn hình. Ở đây là một cái đây là một cái đầu DVD được vẽ hoàn toàn bằng vector ở trên Corel. Nhìn thì trông có vẻ dọa người như thế nhưng mà thực ra nó rất là đơn giản. Này, chúng ta xem ungroup ra nhá. Tôi nhắc ra này, cái mảnh này nó chỉ là một cái như thế này thôi. Đó. Hay là ví dụ như cái chân, nó chẳng qua là một cái đoạn mà tôi chuyển. Hay là ví dụ như là cái nút là cái mắt thần mà nhận là nhận sóng điều khiển chẳng hạn, thì đây nó chẳng qua là gì, một cái tô chuyển theo kiểu tâm tròn đó. Và đây còn một số thứ nữa các bạn có thể thấy ngay, ví dụ cái nút đây, nút này thì chính xác luôn 100%, đây chính là công tua. Demo thử nhé. Nhìn thì có vẻ dọa người nhưng hóa ra tất cả mọi thứ rất là đơn giản. Đây các bạn nhìn này, tôi vẽ ra một cái này, tôi tô cho nó màu đen trước này, hủy bỏ đường viền đi. Bây giờ tôi sẽ sử dụng công cụ shape tool này, tôi kéo một chút để cho nó hơi tròn tròn cái góc lại. Sau đó thì tôi bấm thêm một lượt nữa và tôi kéo hơi xiên xiên nó đi, được chưa? Sau đó thì tôi sẽ sử dụng tiếp lệnh công tua vào phía trong, tôi chọn là màu trắng đi. Đây thì hơi dày đúng không? Tôi cho nó xuống còn là inside này và tôi cho nó xuống ví dụ như thế này. Có thấy không ạ?
thì cái cách mà sử dụng cái này thì chúng ta có thể là lợi dụng cái công cụ công tua này đấy, tạo những cái gì mang tính đồng dạng đồng tâm đấy, để làm đường viền và cũng như để giả lập đánh lừa mắt chúng ta, để tạo ra một cái đối tượng mà nó có cái độ dày đấy. Thay thế cho việc là chúng ta phải vào một cái chương trình 3D đơn giản nào đó để giả lập cái tạo thành một cái độ dày cho một cái đối tượng, cho một cái chi tiết nào đó, thì chúng ta có thể là sử dụng cái lệnh công tua như thế này để chúng ta lừa mắt, chúng ta cũng tạo ra được những cái thứ trông nó cũng dày dày lên thế này mà không cần phải sử dụng đến tính năng 3D. Đây là 3D dởm thôi, 3D fake thôi đó. Đấy, các bạn nhìn rất rõ trên này đấy, nhìn xa xa trông thì rất là gớm, tưởng là vẽ cái này ghê nhưng mà thực ra nó không có gì ghê gớm lắm cả nếu chúng ta biết cách phân tích. Đây, cái nút này thế này, các bạn hãy nhìn này, một số lần đây nút này cũng thế, bản chất nó chỉ là công tua thôi, nên thay vì việc là phải vẽ phải tính toán rất là ghê gớm thì chúng ta chỉ việc là vẽ một cái phần nút và sau đó chúng ta làm cho nó dày lên. Đây, demo lại nha, chúng ta lặp lại cái này nhá. Đây, ví dụ cái ghi này này, bỏ đường viền đi này, kéo một chút cho nó tròn tròn này, sau đó thì chúng ta chọn kiểu đấy, kết quả nó giống nhau không ạ? Đại loại là thế này, nếu như bây giờ mình muốn mà tăng lên nữa thì mình sẽ thì đây ra giảm cái này đấy, một cái nút được hình thành rất là nhanh. Trông xa xa thì trông cứ tưởng là phải làm nọ làm kia để tạo ra một cái nút như thế, nhưng nếu chúng ta biết cách hoàn toàn lừa mắt cực kỳ nhanh luôn với cái kỹ xảo này. Đấy, toàn bộ đây là cái này là đều dựng bằng Corel ở đây, không phải là ảnh chụp nhé. Đây này, từng thứ nhắc ra thì các bạn sẽ thấy luôn đều là gì, đều là vẽ cả đấy. Đây, kể cả đây cũng là một cái ảo giác thôi, chẳng qua là một cái đen một cái trắng đặt lệch đi một tí đấy, nhưng mà nhìn xa xa thì chúng ta thấy lại có vẻ giống giống. Thì đây chẳng qua là biết cách thì chúng ta có thể giải quyết được rất là nhanh cái này. Đây, xem thử xem một số các cái khác nữa, ví dụ như là đây chúng ta xem cái này. Đấy, các bạn cũng thấy giả là một cái logo được dập nổi lên, chẳng qua nó cũng chỉ là tất cả đều là hình vẽ bình thường, sau đó thì chúng ta cho nó công tua lên phía trên thôi, công tua ở phía trong đấy, và các bước thì tăng lên rất nhiều và mỗi một bước thì rất là mỏng, một cái sau bé hơn cái trước một tí, sau đó chúng ta cho nó công tua dày dày dần lên, lập tức là chúng ta sẽ có được một cái hiệu ứng trông nó giống như là có cái khối. Nhưng thực ra thì mọi thứ đều vô cùng đơn giản cả, nhìn thì lúc đầu tiên rất rất dọa người, nên nếu mà chúng ta đã biết rồi, chúng ta được chỉ rồi thì chúng ta sẽ cười ngay với cái này, vô cùng dễ để mà chúng ta làm những thứ như thế. Đó, đây ví dụ như là thử một cái logo chẳng hạn, như là làm một cái logo Mercedes chẳng hạn đó, cái gắn mũi xe đây, ví dụ này đúng không ạ? Ví dụ rất nhanh tôi có thể tạo ra một cái dạng dạng như thế này,
đúng nhỉ? Đây, logo Mercedes. Ví dụ như thế. Lừa mắt cực nhanh luôn. Có thể là tôi đưa cho các bạn cái vài mẫu đấy nhỉ, các bạn thử xem, các bạn xem xét xem là nó có dọa người giống như là chúng ta nhìn lúc đầu tiên không. Nếu mà các bạn bóc tách nó ra thì mọi chuyện cực kỳ đơn giản luôn đấy. Có khi là vài cái hình nho nhỏ đây này, các bạn để ý đây này, một vài cái hình nho nhỏ, một vài cái biểu tượng này có khi vẽ còn mất thì giờ hơn là vẽ cái cả cái đầu DVD rất là to đấy đấy. Vài cái này có khi làm mất nhiều thời gian hơn, trong khi kia nếu mà chúng ta biết cách, chúng ta nhìn được màu, biết một tí tẹo tô màu chuyển hợp lý rồi thì làm các cái hiệu ứng giả lập ABC là nó hợp lý một tí tẹo thì cái đầu đấy vẽ lại tương đối nhanh, có khi nhanh hơn thời gian các bạn ngồi vẽ mấy cái chế độ, mấy cái biểu tượng nhỏ nhỏ này. Tôi đưa cho các bạn là lên trên này nhá, lên trên xài nha. Đây, những cái này cũng thế thôi, tất cả hầu như đều là giả lập hết và đều vẽ tay hết. Nghĩ được ra cách là lập tức là chúng ta sẽ giải quyết được. Đấy. Cái này thì là nút đúng không? Đây, cái này là nút phồng lên, cái này thì lại là gì đây ạ? Lỗ cắm mic sâu xuống, chẳng qua là chúng ta lừa mắt về ánh sáng sáng tối hết thôi. Đây, tôi copy thử cho các bạn cái này để các bạn mổ xẻ xem xét thực tế luôn xem nó như thế nào.